nhân dịp năm mới Xuân Đinh Dậu 2017, thay mặt toàn thể các bộ nhân viên Ban chi nhánh Gia Lai, kính chúc hội đồng thành viên, ban kiểm soát, ban điều hành đã và cùng đại gia đình Ban một năm mới sức khỏe, hạnh phúc, an khang thịnh vượng. Chúc Ban hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017. Nhân dịp năm mới Xuân Đinh Dậu 2017, toàn thể cán bộ nhân viên Ban chi nhánh Gia Lai xin gửi lời kính chúc sức khỏe đến ban lãnh đạo, ban điều hành Ban một năm mới an khang thịnh vượng. Chúc đại gia đình Ban trong năm 2017 đạt được nhiều thành công. Chúc mừng năm mới.